Hoan hỉ đón chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, những mệnh chủ tuổi Mão sinh năm 1951, nạp âm ngũ hành là Tùng Bách Mộc. Người này ăn nói ngay thẳng, tự lập gia nghiệp. Năm 2020, tuổi Tân Mão sinh năm 1951 sẽ là năm có rất nhiều thị phi tin đồn vây quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia chủ. Đừng để bạn bận rộn với tin đồn đó. Lời khuyên dành cho bạn là nên mang theo bên mình kim bài thái tuế để hộ thân, tránh vướng phải những thị phi không mong muốn. Năm nay trong công việc thì bạn cần phải chú ý đến các giao dịch. Khi ký kết hợp đồng hãy cẩn thận, đừng để xảy ra bất kỳ sai lầm nào trong các chi tiết hợp đồng. Điều này có thể ngăn chặn điều đáng tiếc, có thể là các vụ kiện ở tòa án hoặc là phá sản xảy ra đối với bạn. Cố gắng ngăn chặn những cuộc cãi vã mâu thuẫn giữa những người thân yêu của mình. Làm nhiều việc thiện. Năm Canh Tý thì có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Mộc Thổ tương khắc, lại gặp năm nay lưu niên, gặp thái tuế, tài tinh, nên cần phải chú ý về các bệnh liên quan tới gan, gân cốt và nhiều hơn. Mệnh chủ cần phải chủ động thời gian đi khám định kỳ, kiểm tra tổng quan thường xuyên. Bên cạnh đó thì tài vận cũng sẽ tương đối tốt, có thể tiến hành đầu tư hợp lý dưới sự tư vấn của chuyên gia phong thủy sẽ nhận được thành quả tốt. Đồng thời nên phòng tránh sự lừa gạt có dạ tâm của kẻ xấu. Nếu như gặp tình huống xấu nên trao đổi với người thân hoặc gọi cho công an giải quyết. Tân âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Mão dễ bị hao tổn tài lộc. Đề phòng anh chị em trong nhà, bạn bè tranh lợi đoạt tài. Trong vận hạn năm nay thì rất có thể bản mệnh sẽ rơi vào trạng thái xử lý kém, nên gây nên bất hòa, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Tổng quan vận hạn của tuổi Tân Mão sinh năm 1951 vào năm Canh Tý 2020, sao chiếu mệnh vào vận hạn của tuổi Tân Mão 1951 nam mạng. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mạng trong năm 2020 là 69 tuổi, bị sao Văn Hớn chiếu mạng, hạn Thiên La. Đàn ông gặp sao Văn Hớn chiếu mạng làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện thưa bất lợi, nhất là vào các tháng 2, tháng 8 âm lịch, xấu nhất nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó nuôi gia súc. Gặp hạn Thiên La thì chủ về ốm đau không khỏi, bệnh tật đều do quỷ ma quấy phá, làm ảnh hưởng tới sức khỏe học hành không được tốt. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng là 69 tuổi, bị sao La Hầu chiếu mạng, hạn Huỳnh Tuyền và vận niên thử quy điển. Sao La Hầu chủ về điểm giữ liên quan đến ăn nói thị phi, tai nạn hay là luật pháp công quyền. Ngoài ra thì bạn cần phải chú ý các bệnh về tai mắt, máu huyết khiến cho hao tài tốn của. Tử vi năm 2020 của nữ mạng 1951 sẽ xấu nhất là vào các tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Hạn Diêm Vương chủ về mất mát tiền bạc, gia đạo bất hòa, nhưng nếu nữ giới sinh đẻ thì sẽ có lợi. Hạn Diêm Vương mà mưu cầu làm ăn buôn bán thì sẽ có được tài lộc. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951, phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ, có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 70 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 sẽ là 69 tuổi nên không phạm phải hoàng ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần phải tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2020 Canh Tý theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mệnh năm nay sẽ có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Với nam mạng Tân Mão sinh năm 1951 thì sẽ thuộc cung Tốn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất. Đông Tứ Trạch là hướng Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Dinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch sẽ là hướng Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát, Tây Nam Ngũ Quỷ.
Đối với nữ mạng Tân Mão 1951 sẽ là cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ tượng quái là khôn. Phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân định. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng và màu lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì dễ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bổ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà ở và hợp với hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng tây bắc tượng cái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, bính hợp tân hóa thủy vào những tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là bính, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi bính như là bính dần 1986, bính tý 1996, bính thìn 1976, bính ngọ 1966, bính thân 1956. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, hợi, mão, mùi, hóa, mộc vào các tháng dần, mão, hợi, tỵ, tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những bộ tuổi trong tam hợp thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này, rất hành thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi mùi sẽ chọn ngày giờ là hợi. Và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi hợi sẽ chọn ngày giờ là mùi. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc mang lại tài lộc may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ vợ con. Tuổi thiên lộc của Tân Mão sinh năm 1951 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Ất Dậu 2005, Kỷ Dậu 1969, Đinh Dậu 1957, Quý Dậu 1993.
Do Mão Dậu là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Dậu. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Mão Tuất thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi những mệnh chủ tuổi Tuất trong trường hợp này sẽ rất là cát hợi. Đối với tuổi Dương quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương quý nhân của Tân Mão sinh năm 1951 là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 2002, Canh Ngọ 1990, Mậu Ngọ 1978, Giáp Ngọ 1954. Tuổi Âm quý nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho hay là thủ quỹ. Âm quý nhân của Tân Mão 1951 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Giáp Dần 1974, Canh Dần 1950, 2010, Mậu Dần 1998, Nhâm Dần 1962, Bính Dần 1986. Vị trí cung tài lộc: Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ, Ngọ tại phương vị Nam 187 độ, Dần tại phương vị Đông Bắc 67,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Kích hoạt tài lộc năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để có thể kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình nhé. Ngoài ra đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên tại các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã, Tân Mão 1951 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi ưu tiên như sau: Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Ất Tỵ 1965. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm gia chủ giúp thu giữ tài lộc, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng để cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là đặt vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Thường việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, các gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt, chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, kim ngân là loại cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh, nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Tân Mão sinh năm 1951 thuộc mệnh kim. Cây ngọc ngân trong phong thủy cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, đây là loài cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn.
Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Ngọc Ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt đối với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Tân Mão 1951 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.